Chào mừng quý vị, cô chú, anh chị và các bạn đã trở lại theo dõi video tiếp theo hôm nay của mình trên kênh Neo 10 TV Ngày hôm nay thì có một cái sự việc đó là một cái anh này, ông chú đi mình nói chú đi Tại vì lớn hơn Nêu 10 cũng kha khá, khá tuổi quý vị, gần hai con giáp Thì ông chú này ông nói là bây giờ là sinh năm là 1970 Thì Nêu 10 lẩm bẩm lẩm bẩm tính ra thì đâu đó là bây giờ là ông này ông cũng 53, 54 bốn Tuổi ít ỏi gì đâu quý vị mà ông chú này ông ổng tâm sự ổng nói là bây giờ chú là đang làm ba đơn thân ở bên mỹ tức là chú lấy vợ ở bên mỹ rồi vợ của chú á với chú á lục đục chia tay thì để lại cái đứa con trai 8 tuổi cho chú nuôi thì nếu mà cũng nói ủa sao con, con thường á là đi theo mẹ mà sao cái này con trai chú nó lại đi theo chú thì ông chú mới nói ông 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 này mới nói tại vì á là nhỏ nó 8 tuổi rồi nó có cái quyền quyết định là nó thích đi theo mẹ hay theo là hay là hay là theo cha nhưng mà ác nổi thằng con trai nó nổi quý chú hơn cho nên là cuối cùng là nó chọn đi theo chú thì uh, nếu mời cũng tò mò phải không mình cũng hỏi thăm một chút xíu là giống như tại sao mà chú vợ chú chia tay bây giờ chú 54 tuổi rồi có trẻ chung gì nữa đâu mà hai vợ chồng thì vợ chú á chú nói là vợ chú nhỏ chú 2 tuổi thì cũng 52 rồi mà hai vợ chồng 52 tuổi mà bây giờ mới có con 8 tuổi có nghĩa đồng nghĩa là hai vợ chồng chú là gọi là kết hôn và sanh con rất là muộn quý vị gọi là sanh con mọn đó thì bây giờ là mình cũng thắc mắc là sao vợ chú với chú lớn tuổi rồi mà bây giờ còn lục đục chia tay rồi bỏ đứa con 8 tuổi lại chi rồi tụ nghiệp nhỏ rồi, rồi, rồi rồi vợ chồng bây giờ già rồi cũng cần người hữu hủ hỷ cái tự nhiên bây giờ chia tay làm chi kiểu như đứt gánh giữa đường quý vị hơn hơn 50 tuổi rồi tiện đứt gánh giữa đường thì chú cũng nói bây giờ bất đắc dĩ chứ biết sao bây giờ bà vợ chú á bả là có cái gọi là cái gì tăng ham muốn ừ chú dùng cái từ là bả bị tăng ham muốn thì không hiểu là do là sau khi mà bả sanh thằng con trai xong rồi giống như là máu huyết nó thay đổi hay sao đàn bà chú không gành Thì à, bây giờ giống như là vợ chú hồi xuân Bà đòi hỏi cái nhu cầu đó nó cao lắm Thì chú mới nói là chú không có đáp ứng nổi Chú á, mặc dù là 54 tuổi Thật ra là so về đàn ông Thì cái thể chất đàn ông mà năm mươi mấy tuổi như vậy Thì cũng còn rất là khỏe Nhưng mà cái đó là đàn ông nào á, Còn riêng chú á, thì chú rất là yếu Chú nói thẳng luôn cái vấn đề đó đối với chú á, Là một phần do chú yếu Cho nên á, là chú với vợ mới khó có con mới chậm cái đường con cái là một phần là cũng do chú đi chữa bệnh lên chữa bệnh xuống làm đủ thứ kiểu trơn á rồi cuối cùng chú mới, chú mới, vợ chú mới thụ thai được thành công thì mình tấm lại á là chú cũng thừa nhận luôn là tôi là bị yếu sinh lý nói thẳng là vậy đi thì cái tính tôi tôi cũng nói thẳng à, mình bị thì mình nói bị, thì chú bị yếu vậy nên thành ra là hai vợ chồng cưới nhau kết hôn cũng lâu nhưng mà cuối cùng bây giờ sanh con thành ra rất là trễ. Bây giờ 52, vợ 52 tuổi bây giờ mới có thằng trai 8 tuổi gì, đó là quá là trễ đi. Thì chú mới nói vậy mà bây giờ vợ chú bà ham hố cái chuyện đó. Rồi chú á thì chú kiểu như là bây giờ có được thằng con trai rồi thì đối với chú vậy là cũng ăn chắc mặt bền rồi. Bây giờ cuộc đời của một người đàn ông chỉ cần là gầy gầy giống mà cuối cùng bây giờ là hơn nữa cuộc đời của chú, chú gầy được thằng trai 8 tuổi thì chú nghĩ là vậy ngon cơm mà quý vị ngọt nước rồi. Thì chú cũng muốn là dừng luôn, tức là cái cuộc chơi này mình dừng tới đây thôi em ơi, mình đừng có lái nữa. Bây giờ anh không chèo lái nổi nữa rồi. Nhưng mà bà vợ bây giờ mỗi đêm bà cứ bắt á là phải chèo xuồng, đó phải phải lái ghe chèo xuồng với với, với, với chú. Thì chú nói là chú bây giờ tôi hết làm tôi hết lái bà nổi rồi bà ơi bây giờ bà đi ra ngoài bà kiếm ai bà lái đi thì bây giờ chú á, lúc đó giận hờn vợ chồng giận lẫy giận lẫy thì nói vậy thôi mà ai ngờ đâu bà làm thiệt quý vị thì chú mới nói là bà đi ra ngoài bà có tò te tu tí gì đó bà cập bồ cập bịch rồi chú mới phát hiện chú phát hiện quý vị là hai người nhắn tin chắc chích gì đó bà vợ chú á, lên trên uh, uh, cái app mạng xã hội gì đó nhắn tin với trai nói chuyện với trai tán tỉnh qua lại đẩy đưa thì chú phát hiện chú thấy bà tối ngày bà ôm cái điện thoại hoài rồi bà khư 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 bà không bà không bà đi đâu bà cũng cầm điện thoại bà đi tắm bà cũng đem theo điện thoại vô nhà tắm mà bà đi xuống dưới bếp bà nấu đồ ăn bà cũng để cái điện thoại kế bên cái 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 bếp nấu nói chung là cái, cái điện thoại lúc nào cũng kè kè trong cái túi quần với lại kế bên bà thì chú có cái sự sinh nghi của quý vị sinh nghi rồi với lại là hồi trước là vợ chồng á mỗi lần bà đòi ăn ở thì chú không cho đó là là bà rất là khó chịu bà rất là khó chịu mặt mày chầm dầm chùa dụa nhưng mà dạo gần đây á dạo dạo mà cái 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 lúc mà xì ra cái chuyện bả ngoại tình đó là dạo dạo cái thời điểm đó là bả không có đòi hỏi luôn tức là bả không hầu như bả không đòi hỏi chú cái vấn đề mà vợ chồng phải này kia này kia đó thì chú cũng đã có cái sự nghi ngờ trầm trọng rồi là tại sao với cái với, với cái con con vợ mình thuộc cái dạng mà gào gật gào gật mà không không có không có không cho nó ăn là cái mặt của nó chầm dầm mà tại sao mà dạo gần đây á, là gọi như bình thường bình thường không bao giờ đòi mình cho ăn mà cũng không có bao giờ giận lẫy mình nữa là chú biết chắc chắn bả là bả không đòi mình là chắc chắn bả ra ngoài bả có ăn ăn dụng ăn trộm rồi cho nên bả no rồi bả không về đòi gì nữa quý vị thì y như rằng sau khi mà chú điều tra chú theo dõi thì chú phát hiện ra bà vợ chú ngoại tình đó thì thành ra là bà vợ chú là với chú chia tay thì chú cũng có nắm được cái 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 chứng cứ ngoại tình của bả nên á là khi mà luật sư người ta bào chữa đôi bên á thì vợ chú á là đồng ý vợ chú sẽ không dành cái quyền nuôi cái đứa hàng hàng con trai 8 tuổi đó giao thằng con tài, trai trai tám tuổi tuổi đó cho chú uh, trông coi thì mỗi tháng bả nói là bả sẽ trợ cấp tiền phụ chú để mà chú nuôi thằng nhỏ tức là bây giờ ngược lại ngược lại là bả sẽ chu tiền bả sẽ đưa tiền thì chú mới giận giận chú quý vị, đàn ông cũng có cái sĩ diện của đàn ông, mặc dù mình yếu sinh lý mà mình cũng sĩ diện. Chú mới nói với bà vợ chú là tôi không có cần, bây giờ bà có đưa nhiều đưa ít gì tôi cũng không quan tâm, tôi không có cần cái tiền trợ cấp đó của bà. Bây giờ bà nhắm bà đi theo trai được thì bà đi luôn đi, tức là bà đừng bao giờ quay về tìm hai cha con tôi nữa. Thì chú mới không chú mới mới từ chối không có nhận cái tiền mà trợ cấp của bà mỗi tháng bà đưa để mà phụ nuôi con quý vị. Thì trong cái lúc mà chú kể Trong cái lúc mà chú đang đau buồn Về cái chuyện mà vợ chồng bây giờ năm mươi mấy tuổi Rồi tự nhiên vợ chồng chia tay Rồi đường ai nấy đi Rồi để lại thằng con cho chú Rồi tự chú nhìn qua thằng con trai chú đứt ruột quá đi Tự thằng trai mình bây giờ nó bơ dơ 8 tuổi Nó nhận thức được rồi tự nhiên bây giờ mẹ nó bỏ đi theo trai quý vị Thì chú bên Mỹ chú buồn trong lòng quá chú mới gửi cái thằng con trai của chú cho cho một cái người cô của chú, người, người cô của chú ở bên đó, đó có bà cô chú chú chợ nhờ á là bà cô trông coi giùm tại vì bà cô bên đó đang nghỉ hưu á thì cũng ở nhà mà trông coi giùm thằng nhỏ giùm chú về việt nam khuây khỏa rồi có gì chú quay trở về mỹ chú nói chú xì stress quá rồi mình 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 căng thẳng cái chuyện lục đục vợ chồng mới hoàn tất ly hôn xong thì chú muốn về việt nam cho khuây khỏa thì trước khi chú có chú có cái ý định là gửi thằng con trai qua bên nhà bà cô á chú để chú về về việt nam chơi khuây khỏa đó thì trước lúc mà chú về là chú chuẩn bị là chú mới đi lên trên mạng chú làm quen bạn bè chú định là quen một cái người bạn nào đó trên mạng để mình làm quen cho nó vui rồi khi mình về Việt Nam á nếu mà mình còn liên hệ người đó đó hai bên vẫn còn thân thiết thì mình ngủ nhau uống cà phê cho làm bạn cho đỡ buồn tại vì ở bên Việt Nam chú cũng không còn bạn bè gì quý vị thì chú mới kể là chú mới đi lên trên mạng một cái trang mạng xã hội chú không có nói tên mạng là gì nha quý vị chú chỉ nói là chú lên mạng xã hội chú làm quen thì chú làm quen chú cũng có ghi cũng có ghi tâm sự thật là chú là đang là cha đơn thân thì có cái cô này cổ mới vô cổ gửi lời mời kết bạn rồi đôi bên kết bạn với nhau thì cô này cổ nhỏ hơn chú là nhỏ hơn chú 8 tuổi thì quý vị nghĩ là năm đó là chú nói là năm đó là chú là 54 thì cái cô này nhỏ hơn 8 tuổi là cô này lúc đó là 40 46 đó thì bây giờ là 46 tuổi là cũng đâu có trẻ trung gì đâu quý vị cái cô này 46 tuổi đâu cũng đâu gọi là trẻ trung gì thì uh, sau khi mà 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 cô chú cũng uh, quen biết cô này qua mạng rồi nói chuyện chắc chít 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 thì thấy cũng hợp nhau cô này cổ cũng tâm sự thật cho chú biết là cô này cổ cũng đã ly hôn chồng ở bên Việt Nam và cổ hiện tại là đang có có ba đứa con ba đứa con của cổ giờ nó cũng lớn rồi thì cổ cũng kể thật cho chú nghe luôn thì chú bên đây chú cũng kể thật luôn là ừ tôi hoàn cảnh bên đây tôi cũng có thằng trai 8 tuổi đó tôi cũng đang làm cha đơn thân thì bà này là mẹ đơn thân mà bà này là tới ba đứa con cặp nách ba đứa con lần thì hai bên nó có cái sự đồng điệu và nó cùng hoàn cảnh quý vị cùng hoàn cảnh cho nên là chú mới nói là bây giờ chú cũng tìm một người bạn để mà kết thân nếu mà hợp nhau thì mình có thể là co phát, phát triển một cái mối quan hệ nghiêm túc lâu dài chú cũng nói với cái cô ở bên việt nam vậy luôn thì cái bà ở bên việt nam á bà bốn sáu tuổi bà mới nói như vậy à, nếu vậy thì chừng nào anh về việt nam em với anh gặp nhau mình đi chơi mình nói chuyện để mà mình làm quen nhau thân thiết hơn để coi làm sao thì chú cũng đồng ý luôn đồng tình luôn quý vị thì tới chừng là chú nói là chú về Việt Nam quý vị sau khi mà 3 tháng nói chuyện trên mạng trước khi mà chú về Việt Nam thì tới trận chú về Việt Nam á, thì cô này cũng ra sân bay đón chú. Rồi sau đó thì chú cũng về khách sạn. Rồi đôi bên cũng có gặp nhau cà phê, cà pháo đi chơi đúng đôi ba lần. Thì chú cũng tâm sự á, là cái lần gặp đầu tiên của cô với chú á, là khi mà chú về Việt Nam. Không? Cái lần gặp đầu tiên mà gọi là hẹn nhau để mà lãng mạn lãng ơ đó. Là cái ngày hôm đó là chú có mua quà tặng cho cô này. Chú có mua quà ở bên Mỹ sắp về tặng cho cô này luôn. Thì khi đó là bữa hôm đó là đi ăn là cô này cũng nói là bữa hôm đó là sinh nhật cổ nữa mà ngày hôm đó lại trúng ngay cái ngày đó là ngày 20 tháng 12 Đó cô chú còn nhớ cái ngày tháng luôn á Là ngày 20 tháng 12 Là chuẩn bị là coi như là chuẩn bị tới Giáng sinh luôn Mà cô này còn nói là hôm nay là sinh nhật cổ nữa Cho nên là thành ra là chú này đã tặng cho cô này một cái phần quà à, Nói chung cũng khá là giá trị Chú nói là cũng là cái túi sách Ở bên trong túi sách là chú có để một cái đồng hồ Đồng hồ đeo tay chú tặng cho cô này thì khi mà đi ăn á quý vị Thì chú mới móc tiền túi rồi chú chủ động Chú trả tiền cái bữa ăn ngày hôm đó luôn Mà cô này á là cái người lựa chọn Cái nhà hàng ăn ở trên cái nhà hàng gì Mà 81 tầng á nói Chú 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 kể quý vị 81 tầng ở Sài Gòn đó Là quý vị biết là ăn ở trên cái tòa nhà 81 tầng nó mắc tiền lắm Đâu có rẻ đâu quý vị Cái tiền mà mình đi vô trong cái nhà hàng đó là đã mắc rồi Mà đồ ăn trong đó order nó cũng mắc nữa Mà đêm hôm đó đó là cô gũ chú lên trên đó ăn rồi chú phải móc tiền túi ra chú trả tiền từ a tính xét cho cô đó luôn thì uh, chú nói là cái bữa ăn hôm đó nó lãng mạn lắm và cô này uh, cổ cũng rất là vui rất là hạnh phúc thì trong cái bữa ăn nói chuyện uh, qua lợi quen biết rồi này kia thì uh, cô với chú thì chú cũng thấy uh, là cô này cổ cũng, cũng dịu dàng 46 tuổi nhưng mà phụ nữ nhìn nó không có đến nỗi già cõi mà nhìn cổ cũng dịu dàng uh, chỉ có một cái điều uh, là thấy cái tính cô này uh, ngay từ lần đầu tiếp xúc thì chú đã nói uh, là chú đã thấy là cô này có cái kiểu giống như là Uh, không có điềm tĩnh cho lắm tức là cái kiểu mà phụ nữ mà nóng nảy nóng nảy á, tức là nóng tính cái gì cái gì cũng sồn 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 dễ sồn sồn dễ ào ào á thì uh, cho cô chú thấy là lần đầu tiên gặp mà đi ăn ở trong nhà hàng á, một vài cái hành động cử chỉ và lời nói là chú đánh giá được cô này á, là cổ không phải là người phụ nữ điềm tĩnh giống như cái tuổi của cổ mà cô này là một người phụ nữ rất là nóng tính đó chú đón vậy quý vị nhưng mà chú nghĩ đầu là thôi hôm nay là mình mới có gặp lần đầu tiên thôi thì mình cũng chưa chắc về con người của người ta, bắt công mình đánh giá đánh giá sai lầm. Nên là chú vẫn tiếp tục là quen biết uh, đi, đi đi uống cà phê với cô này thêm mấy lần nữa. Rồi uh, trong những cái lần đi uống cà phê đó thì cô này cô cũng có nói cô này chủ động luôn, cô nói với chú á là à uh, mà gặp anh bữa giờ nhiều lần rồi, anh cảm thấy em sao, anh thấy em như thế nào? Anh hỏi thấy có hợp với anh không? Cô này chủ động họ hỏi hỏi với luôn quý vị thì uh, chú mới nói uh, thì uh, nói nào ngay là bây giờ chưa dám nói cái gì mà ăn chắc mặt bền được nhưng mà mới gặp em mấy lần thì anh thấy là cũng uh, em cũng ok uh, tính tình em vui vẻ hoặc bác thì chú chú nói là chú cũng nói giảm nói tránh những gì chú cũng nói uh, tính tình em cũng vui vẻ hoặc bác thì uh, anh nghĩ em 46 tuổi là em có con mà lớn rồi thì uh, tính em nó phải điềm đạm lắm nhưng mà anh thấy gặp em anh thấy em vẫn còn rất là hồn nhiên rất là vui vẻ vô tư thì chú nói là chú nói gì nói nói tránh nói giảm nói cho bà đỡ quê quý vị thì cô này cũng mới nói anh nói vậy em ngại quá nhưng mà em cũng lớn tuổi rồi anh ơi trẻ chung gì nữa nhưng mà cô này cũng nói gì nói vậy nha nhưng thì khi mà cổ nghe chú nói là chú cũng thấy cổ dễ thương rồi vui vẻ đó cái cổ mới tấn công chú luôn chú kể là coi chợ cổ mới tấn công luôn cổ cô nói vậy bây giờ nếu vậy á anh với em tụi mình là chính thức làm bạn trai bạn gái với nhau đi nha tại vì hôm bữa anh có nói là về nếu mà thấy hợp vui vẻ đó thì mình có thể là phát triển mối quan hệ nghiêm túc thì nếu bây giờ anh anh thấy em vui vẻ này kia anh cũng thích vậy thì thôi bây giờ mình coi như là không mình lớn tuổi rồi mình không có nhiều thời gian thì bây giờ em em với anh chính thức là làm bạn trai bạn gái với nhau luôn đi thì cô này cổ là cái người chủ động mà cái tính của cổ nó nóng vội nóng vội vậy đó quý vị thì cổ chủ động cổ mới nói với chú này thì cái ông chú việt kiều này ông mới nói là lúc đó mình cũng đang trống vắng trong lòng rồi mình nghĩ tới cái bà vợ mình ở bên đó bà đi ngoại tình bà cấm sừng mình này kia đó thì chú cũng buồn trong lòng cho nên là chú bà này tự nhiên bà, bà chủ động với mình quá vậy Thì chú cũng siêu lòng quá vậy Và chú mới nói là lúc đó chú cũng gật đầu chú đồng ý luôn Chú đồng ý luôn mà mặc dù là trong lòng chú chú cũng có cái sự lo lo về cái bà này nha Thấy cái tính bà này thấy cũng sợ sợ Nhưng mà lúc đó mình đang trống vắng quá Thì bây giờ thấy bà này bà chủ động vậy thì chú cũng là chủ động đậy luôn Chú cũng đồng ý Thì đôi bên bây giờ chính thức làm người yêu với nhau Thì bà này bà mới đi chơi với chú đồ này kia đôi ba lần tiếp thì tới kéo dài luôn chú nói là kéo dài cái đợt đó chú về á là 4 tuần là qua là chơi qua cái Tết Tây luôn đúng quý vị. Thì chú mới kể là tới cái lúc mà Tết Tây á là cái đêm mà giao thừa là ngày 31 tháng 12 âm dương lịch đúng không? Là cái đêm đó là ở trên Sài Gòn á là người ta sẽ bắn pháo bông rồi ở ngoài trung tâm người ta đi chơi rất là đông. Thì bà này bà mới ngủ bà nói anh ơi tối đó em dẫn theo con nhỏ bạn em Với lại là anh anh có bạn bè gì ở trên Sài Gòn không anh ngủ thêm người bạn của anh nữa đi Rồi mình mình cáp vô làm thành hai cặp Làm hai cặp để để mà mình đi ăn đi uống cho nó có bạn bè đón giao thừa cho nó vui Thì bà chủ động bà, bà kêu chú vậy thì chú mới nhớ ra là ở trên Sài Gòn này chú cũng có một ông bạn mà tại vì á là cũng không phải là quá là thân thiết gì, nhưng mà bây giờ nếu mà bả nói vậy thì để thôi sẵn tiện à điện thoại hỏi thăm thằng đó coi nó 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 rảnh không với lại là à, anh em lâu ngày không gặp thì thôi gặp luôn. Chú mới điện thì ai ngờ đâu ai về đâu cái thằng cha đó thằng bạn của chú cũng rảnh luôn quý vị. Thì à, mới gũ nhau là cáp vô là bà đó, bà đó bà dẫn theo con bạn bà còn chú thì chú dẫn theo chú gũ thêm ông bạn của chú. Thì cáp vô là thành hai cặp quý vị thì cái đêm giao thừa ngày 31 tháng 12 chú mới kể á là bà 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 cái bà bồ của chú 46 tuổi này bà này bà đi kiếm một cái nhà hàng à, ở nằm ngay cái khu vực mà phố đi bộ Nguyễn Huệ đang để mà lên trên cái tòa nhà mà ngay chỗ đó đó ăn ăn xong rồi và tới giờ mà bắn pháo bông á 12 giờ 11 mấy 12 giờ đó, là bắn pháo bông là ngồi trên tòa nhà đó coi luôn thì quý vị biết là một cái vé mà một cái vé mà để ăn cái set menu ở trong đó đó nha là chú kể đó, là cái ngày giao thừa đó nó nó mắc hơn á nó phụ thu thuế các kiểu các kiểu là một người á là tốn á, là chú nói là 3 triệu sáu mà quý vị nghĩ đi nhân lên bốn người là bao nhiêu tiền mà chú nói chú phải trả tiền cho bốn người luôn thở đợi tại vì chú tại vì bây giờ nó vô cái tình thế vậy rồi hỏi rồi hỏi sao chú không trả chú nói là chú trả tiền cho chú chắc chắn là chú phải trả, phải trả tiền cho cổ rồi tại cổ bây giờ là người yêu của chú thì chú phải trả tiền cho cổ rồi nhưng nếu trả tiền cho cổ thì đồng nghĩa là phải trả tiền cho con nhỏ bạn của cổ luôn Tại vì cổ dẫn theo nhỏ bạn, cổ mời nhỏ bạn đi Cổ mời nhỏ bạn đi thì cổ phải trả tiền Nhưng mà không lẽ giờ mình để cho người yêu mình trả tiền Thành ra là chú phải trả tiền cho cái cô bạn của người yêu mình luôn Rồi còn cái ông bạn của chú á, thì ông đó không có thân với chú lắm Chỉ là thân sơ sơ thôi Nhưng mà chú á, chủ động gũ cái ông đó đi chung để cho có bạn có bè Đó thì thành ra chú chủ động mời người ta thì chú cũng phải trả tiền người ta cái thành ra là đêm đó chú phải trả tiền bốn vé ăn quý vị một vé là 3 triệu sáu như là 3 triệu rưỡi đi là quý vị thấy là nhân lên là hết nhiêu rồi là hết 15 triệu rồi bốn người là hết gần 15 triệu quý vị thì đêm đó là cái đêm mà bắn pháo bông là chú tốn hết gần 15 triệu để mà bốn cái vé ăn cho bốn người xong xuôi hết rồi thì sau khi mà bắn pháo bông xong về thì lúc mà chuẩn bị đi về báo pháo, pháo bông mà bắn xong tàn rồi đó thì chú cũng thấy khuya quý vị gần 1 giờ sáng rồi thì ở ngoài khu vực trung tâm nó còn vẫn còn rất là đông ngồi ở đó nán một hồi để cho cái đường ở ngoài đường người ta đi về mạnh ấy nấy người ta đi về đoạn đường nó hơi trống trống rồi đó lúc đó mình đi xuống mình đi về thì chú mới thấy con nhỏ bạn của cô 46 tuổi nè cô 46 tuổi này cổ dẫn theo người bạn đó thì chú mới thấy cái cô bạn đó đó kiểu như là cổ cũng nôm nớp nôm nớp muốn tranh thủ về sớm giống như bóng bắn pháo bông xong xong rồi đó thì cổ cũng muốn tranh thủ về sớm à, chú mới lên tiếng chú nói với cái cô người yêu của chú là hay là em để cho bạn của em về trước đi Chứ bạn của em nhà xa quá mà à, Cách nhà bạn em cách trung tâm tới gần cả ba chục cây số Em để cho bạn em về đi Thì chú mới nói vậy thì cái cô cái cô người yêu này của chú nè Cái mặt của bà một đống luôn quý vị Thì chú mới nói là chú không biết chuyện gì Ủa mình nói đâu có gì sai đâu ta Mà sao tiện bả giận mình thì tới chừng mà tàn tiệc xong á đi về quý vị thì về tới khách sạn thì chú với bả tối đó về khách sạn bả là từ ngày làm người yêu chú xong thì hai người cũng có ở chung với nhau trong khách sạn á thì à, tối đó sau khi coi pháo bông xong thì hai người về cũng mới có ý định là về khách sạn là để bắn pháo bông riêng của hai người quý vị nhưng mà ai ngờ đâu vừa về xong bà nã cho chú mấy phát bà nói là uh, anh làm gì mà anh uh, quan tâm cái con bạn của em chi vậy uh, nó nhà xa nhà gần uh, nó đi về uh, sớm về muộn cái chuyện là chuyện của nó À, nó không lo nó con gái nó không lo rồi thôi anh đảm gì anh lo cho nó mà em á là bạn của nó em không lo cho nó rồi thôi anh chỉ là gì bồ của em thôi mà anh làm gì anh quan tâm con nhỏ bạn của em vậy đó là bà ghen cái gì bà ghen bóng ghen gió rồi bà cằn nhằn cửa nhửi chú á thì chú mới nói là chú đâu có cái ý gì với con nhỏ bạn của cổ đâu à, chú thiệt sự là mình thấy là cái đầu mình kiểu mình lịch sự thôi mình thấy cái động thái của người ta là người ta hòm hòm người ta muốn đi về nhưng mà người ta ngại thôi thì mình mới đánh đánh tiếng mình nói vậy để cho người ta có thể người ta muốn về thì người ta về thoải mái ai ngờ đâu con con có bà bồ của chú về khách sạn bà chửi bà nạt chú người tăng bà nói chú là chú có ý đồ với bạn bà à, đi chơi với bồ mà đi quan tâm bạn của bồ à, bà, bà, giận chú rồi bà cằn nhằn nguyên đêm đó bà nhai 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 chú như nhai nhai chí rận như vậy xong rồi đêm đó bà không cho chú ấy ấy luôn thì chú mới nói là chú cũng ngờ, thấy bà nóng rồi thôi chú cũng bỏ qua luôn nhưng mà qua hôm sau là tới cái ngày Tết dương lịch là ngày 1 tây tháng 1 dương lịch đúng không quý vị là Tết dương lịch á thì bà mới bà mới ngủ chú là bây giờ bà muốn gũ chú là đi về dưới nha trang chơi à, đi bắt xe đi ra ngoài nha trang đi đi máy bay ra ngoài nha trang với lộn đi máy bay ra ngoài nha trang để mà ra ngoài đó thăm nhỏ em gái của bà thì chú mới nói là ủa em gái của em sống ngoài nha trang hả à, tại vì hồi quen tới giờ là chưa nghe bà nói bao giờ cái gì thì chú mới hỏi em gái của em ở ngoài nha trang hả bả mới nói ừ đúng rồi em gái của em á là nó cũng có chồng rồi nó cũng thôi chồng rồi nó cũng ở ngoài nha trang có một mình làm mẹ đơn thân ngoại đó thì cái này là mô tiếp toàn là mẹ đơn thân không thì chú mới thấy là thôi bây giờ sẵn tiện mình cũng về bữa giờ mình chưa có đi chơi mà bây giờ mình với bả là người yêu người đương rồi mà bả rủ mình ra nha trang thì thôi sẵn tiện cho bả thăm em gái bả rồi mình ra đó mình chơi du lịch luôn quý vị thì uh, chú mới mua vé máy bay bay ra nha trang là chú trả tiền vé máy bay cho bả với chú luôn ra tới ngoài nha trang xong tiền taxi tiền di chuyển là chú trả hết tiền khách sạn tiền ăn uống uống là chú trả luôn thì ra tới ngoài nha trang á thì bả mới báo cho con em bả là bả với chú đang ở khách sạn địa chỉ nào ở trên đường ở trên đường nào ở ngoài nha trang để cho con em bả nó nó lái xe máy ra rồi hẹn hẹn nhau ở một cái quán rồi vô đó ăn uống để mà ra mắt chú thì vô trong cái nhà hàng ăn uống cái gì thì ra mắt chú thì chú nói chú phải trả tiền mời luôn con nhỏ em bả rồi cái thành ra là đi ăn chú phải trả tiền rồi hôm đó đó con nhỏ em bà ở đó nán ở đó chơi coi như là uh, đi chơi suốt nguyên ngày hôm đó đi ăn này kia hai ba cử là chú trả tiền hết luôn sau đó thì sau khi mà con nhỏ đó nó chơi xong tới tối thì nhỏ đó nó đi về lại nhà nó thì qua hôm sau á lại ngủ nhau đi ăn đi uống thì chú lại trả tiền thì là coi như là ba đêm ở ngoài nha trang là chú đều trả tiền hết ăn uống chi phí cho 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 bả với lại chú với lại con nhỏ em em bả em ruột bả thì từ cái lúc đó quý vị thì chú nghĩ trong đầu là mình ga lăng như vậy thì bả đâu có gì đâu mà bả chê. Nhưng mà ai ngờ đâu quý vị, ai ngờ đâu. Vậy á quý vị mà tới chừng mà quay trở về Sài Gòn trở lại bả vẫn la chú. Bả nói chú á là chú chi tiền mà mặt mày của chú không có vui. À, ông chi tiền cho anh chi tiền cho em với lại con nhỏ em gái em mà giống như là đang o ép anh vậy đó. À, thật ra mà nói á là những cái chi phí đó em trả tiền được hết á, em đâu có cần anh trả đâu mà anh trả mà anh làm gì anh căng thẳng mở mặt anh giống như là em lừa tiền anh vậy em đâu phải là nghèo đến nỗi mà em đi lừa tiền việt kiều thì bà tự nhiên bả nạt chú còn tăng như quý vị thì chú mới nói là chú không có cái ý cằn nhằn hay là so đo gì với bà hết trơn mà tự nhiên bả về bả chửi mình vậy thì sau khi mà từ nha trang bay về lại sài gòn xong thì chú mới nghỉ ngơi ở trong khách sạn đâu đó được độ hai ba hôm sau quý vị thì bà mới nói là bây giờ bà phải chờ chạy đi chạy về thăm con bà nữa ba đứa con bà đó bà phải thăm bữa giờ bà ở khách sạn với chú ngủ với chú hoài luôn bây giờ bà phải về nhà bà bà ngủ với con bà chơi với con bà vài đêm thì chú cũng ok luôn cái gì thì sau khi bà về xong cái bà về bên nhà bà đâu ban đêm với nhà ban ngày bà vẫn đi đi chơi với chú nhưng mà ban đêm mới về bên kia bà ngủ với con bà thì chú mới kể đâu đó được coi như là bà đi về bên nhà bà bả ngủ được độ hai ba đêm xong rồi bà lại quay trở về bà cuốn tượng, bà quay trở về bà ở khách sạn chú nữa, thì lúc này bà mới thủ thủy, bà vui vẻ lắm nha, lúc này tự nhiên cái bà vui vẻ vui vẻ, cái bà mới thủ thủy chú bà nói đêm đó hai người sau khi mà này kia này kia ấy ấy xong á, thì bà mới nói với bà tâm sự chú bà nói bà về bên nhà, bây giờ bà có một chuyện này bà muốn tâm sự chú, bà hỏi chú là chú có thể giúp bà được không? thì chú cũng kiểu như là bây giờ mình với bà cũng là người người yêu nhau rồi. Rồi à, bà cũng à, với mình cái gì cũng cởi mở cũng mở lòng ra cho nên chú cũng nói luôn Thì bây giờ em nói đi chưa biết chuyện gì mà sao tôi biết được hay không thì em cứ nói đi tôi nghe Thì à, bà mới nói à, bà mới à, à, đang nỉ chú bà nói à, bây giờ con nhỏ em gái của em anh gặp rồi Ở ngoài Nha Trang đó anh thấy đó nhỏ em gái em Bây giờ nó cũng là cái hoàn cảnh là mẹ đơn thân Rồi em thì em cũng đang là mẹ đơn thân ôm ba đứa con Còn con em em thì nó là mẹ đơn thân ôm một đứa con còn nhỏ anh thấy không thì bây giờ hai chị em em cái hoàn cảnh vậy thì uh, uh, hai chị em em có một cái ý nghĩ đó là con em em ở ngoài nha trang á uh, nó có một cái mối làm ăn nó hỏi á uh, là bây giờ á uh, em có muốn kết hợp hùng hạp làm ăn chung với nó hay không à uh, nó thứ nhất á uh, đó là cái mối làm ăn đó nha là cái thứ nhất á uh, là giống như là nhập về một số lượng hàng hóa mỹ phẩm để mà kinh doanh thì chú mới hỏi á uh, là hàng hóa đó kinh doanh là mặt hàng nó là cái gì rồi uh, nó của nước nào đó như thế nào gốc gác sao thì chú mới hỏi thì bà bà này bà mới nói bà người yêu chú mới kể nói con em em nó có một cái người bạn à, thì cái người bạn này của nó đó nói chính xác ra là cái một cái người này là người đang cua nó tức là ông này đang cua nó con em em bả ông này là ở bên hàng ông này là người hàng luôn ông này là ổng giống như là có học một cái bằng mà giống như là cái bằng gì mà được đặt cách là đi ra đi vô trong cái hãng vô trong cái xưởng mà mỹ phẩm cái xưởng mà người ta chế tác mỹ phẩm á, người ta trộn máy móc người ta trộn thia gia công để mà làm ra mấy cái mỹ phẩm rồi hộp nhựa đựng mỹ phẩm rồi đó thì ông này á, là ổng là dạng như là ổng là người hàng rồi ổng học một cái bằng về giống như, là, giống như là giống như là dược sĩ hay này kia này kia đó nhưng mà cái này là giống như là à, dược mỹ phẩm vậy đi ổng học một cái bằng giống như là bào chế dược mỹ phẩm đi À, đó xong rồi thế là bây giờ là ổng được đi ra đi vô trong cái chỗ đó thì ông này ổng mới có một cái mối làm ăn á ổng giới thiệu cho con em của chị à, tại vì ông này ổng đang cặp với con em chị thì ông này ổng có một cái mối làm ăn đó là ổng có thể là lấy được một cái số lượng hàng hóa mỹ phẩm xong rồi con em chỉ có quyền là chọn ra một cái tên thương hiệu riêng cho mình có nghĩa là hai chị em chỉ hùng hạp tiền vô xong rồi xây dựng lên một cái thương hiệu mỹ phẩm riêng cho hai chị em chỉ thí dụ như là tên tên abc gì đó đi quý vị xong rồi á là sau đó thì cái ông 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 người tình mà hàn quốc của con em bả nè ở bên hàng nè mới bắt đầu đi vô trong cái hãng đó đi vô trong cái cái nhà máy sản xuất đó bắt đầu là đăng ký để mà nhập về giống như là cái số lượng mỹ phẩm đó bao nhiêu giống như là về tấm trắng hay là kem trộn body hay là kem hay là kem dưỡng thể hay là như thế nào đó thì mỗi thứ chung chút, chút chút quý vị xong rồi là họ chế tạo ra luôn họ, họ họ làm ra luôn những cái thiết kế ra luôn những cái hộp những cái mẫu mà hộp rồi hũ thủy tinh đồ đó xong rồi là đóng logo lên thì cái logo đó nó sẽ tên cái thương hiệu của hai chị em chị hai chị em chỉ chọn cái tên thương hiệu gì thì bên đó người ta sẽ đóng cái thương hiệu vô xong rồi cái số lượng mỹ phẩm đó nó sẽ tuồn nó nhập vô trong việt nam mình để cho chị em chỉ kinh doanh thì ông này á ổng sẽ là cái đầu dây mối nhợ mà ổng biết được á là cái đường dây này á là giống như là an toàn mỹ phẩm là cam đoan là ok tại vì ổng là ổng có học cái ngành là sáng sáng giống như là ổng có học qua cái ngành quá chất đi giống như dạng vậy đó bào chế quá chất hay là bào chế dược mỹ phẩm đi ông này ông có học qua cái bằng đó rồi thành ra đó là ông biết được là những cái chất gì chất gì nó trộn với nhau giống như kem trộn gì nó trộn với nhau thì nó sẽ không có bị tác dụng phụ ông nói với lại con em chỉ vậy đó cho nên là cứ tin tưởng ông đi ông sẽ biết là cái gì nó tốt và nó hiệu quả thì ông sẽ làm xong rồi sau đó thì bây giờ chị em chỉ là chỉ cần là có một nhiệm vụ thôi đó là chỉ cần là chọn ra cái tên logo thương hiệu riêng cho mình rồi ổng ở bên đây ổng sẽ làm ra rồi quan trọng là cái số tiền gốc mà hai chị em chỉ có được là bao nhiêu ví dụ như mình có số tiền gốc càng lớn thì mình đầu tư vô cái vốn mà càng mạnh thì mình đầu tư về cái số lượng hàng càng nhiều thì mình bán ra mình lợi nhuận càng nhiều quý vị thì ổng mới nói vậy thì con em của chị mới giới thiệu chỉ là bây giờ có cái mối làm ăn vậy ngon lắm bây giờ nếu mà được thì bây giờ em có hỏi ảnh là bây giờ nếu mà hùng hùng bao nhiêu được thì suy đi tính lại là cuối cùng á là kêu á là hùng á là một tỷ ba một người quý vị tức là chỉ phải bỏ ra tỷ ba con em chỉ cũng phải bỏ ta ra tỷ ba hai người là đâu đó là hai tỷ sáu đúng không là ít nhất là tối thiểu là phải có 2 tỷ 6 để mà cái gì đăng ký à, số lượng hàng quá mà mình muốn mua nè Rồi những cái mặt hàng mà mình order là những cái mặt hàng gì Kem chống nắng hay là kem dưỡng da mặt hay là kem dưỡng body hay là cái gì cái gì Đó thì số lượng của mỗi cái vậy là bao nhiêu đó thì mình rồi mẫu mã thiết kế của cái vỏ hộp như thế nào thí dụ mình xài vỏ hộp càng xịn thì cái chi phí cái 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 tiền nó bỏ ra càng cao đó thì ông này ông mới nói là ông sẽ đưa ra một cái bản kế hoạch cho hai chị em chỉ bây giờ quan trọng là tối thiểu hai chị em chỉ phải có 2 tỷ 6 thì ông sẽ giúp cho thì bây giờ là chỉ mới nói là chỉ tin tưởng coi do thông qua con em chỉ tại con em chỉ là với ông này là hai người là bồ mà thì chị mới tin chị mới nói với ảnh là bây giờ 1 tỷ ba em đâu có tiền 1 tỷ ba đâu cho nên bây giờ nếu mà được thì anh giúp em anh cho em mượn một tỷ ba thì chị mới nói với ổng vậy nha quý vị chị nói anh cho em mượn một tỷ ba để em gom gom ghém em làm ăn còn nếu mà anh có một tỷ ba cho em mượn thì cho còn nếu không á thì để em vay ngân hàng chút đỉnh rồi anh có bao nhiêu thì anh cho em mượn thêm bấy nhiêu nó bù vô để em đỡ cái tiền vay ngân hàng tại vì vay ngân hàng trả lãi cũng cao lắm một tỷ ba là cũng nặng lắm đó mà mỗi tháng em còn phải chi tiền nuôi ba đứa con nữa nên uh, nếu mà được thì anh có thể là anh giúp giùm anh cho em vay được 1 tỷ ba thì càng tốt tại vì nếu mà vay qua anh thì em không uh, anh sẽ không có tính lãi em có gì thì em gom em trả tiền gốc cho anh thôi còn nếu bây giờ mà anh không cho em vay tỷ ba đó thì bắt buộc em ra ngoài ngân hàng em vay là lãi suất bây giờ nó rất là cao thì mỗi tháng em trả cái tiền lãi quá là nặng uh, thợ cho nên là em mong là anh giúp giùm em thì bà này bà xuống nước bà nói vậy quý vị thì chú mới nói là lúc đó mình thấy cái hoàn cảnh bà là bây giờ là mẹ đơn thân mà nuôi ba đứa con mà mình á thì mình cũng là ở bên mỹ mình cũng là cha đơn thân nuôi một đứa con 8 tuổi mình cũng hiểu hoàn cảnh mình là đàn ông đây mà mình cũng cực khổ để mà xào chẻ tiền bạc để mà kinh tế trong gia đình mà bây giờ một người phụ nữ mà ôm ba đứa con mà làm mẹ đơn thân nữa cái chi phí mà chi tiêu á của ba của bốn người á nó rất là nhiều quý vị cho nên là chú mới nói là lúc đó tiện chú cảm động chú mới thấy tội nghiệp bà chú cũng muốn giống như tạo cơ hội cho bà có thành công biết đâu mà bà đầu tư kinh doanh cái chiến này mà thành công á bà có tiền nhiều thì bà cũng đỡ xuống sướng, sướng cái thân bà một chút cũng tội nghiệp bà thì chú mới nói vậy thôi bây giờ á nếu mà em nói là 1 tỷ ba thì anh anh chắc anh không có thể có khả năng cho em vay 1 tỷ ba liền đâu nhưng bây giờ anh có thể cho em vay được á là 500 triệu còn mà 800 triệu còn lại chắc là em đi vay ngân hàng đi 500 triệu kia thì anh cho em vay À, khi nào em có em gom đủ thì em trả anh một lần còn nếu mà em không có thì cứ từ từ thông thả quan trọng là em cứ vay ngân hàng 800 triệu rồi em trả góp ngân hàng trước đi ưu tiên là trả cho ngân hàng trước đi tại vì ngân hàng lãi suất nó nặng còn anh thì à, coi như là anh giam 500 triệu ở đó ở chỗ đó cho em rồi à, khi nào em có thì em trả anh thôi à, năm vài tháng rộng cũng trả cũng xong chứ gì thì chú cũng thiệt tình chú cũng nói vậy luôn quý vị Giống như là chú nói là giống như chú bỏ thấy 500 triệu cho bà mượn á Rồi mai mốt ví dụ như bao nhiêu năm bà trả xong tiền ngân hàng Rồi lúc đó bà quay qua bà trả cho chú cũng được Thì uh, lúc này bà mới nói bà cảm ơn chú quá trời luôn quý vị bà, Chú nói là lúc đó bà cảm ơn mình Rồi bà cũng nói với chú á Vậy bây giờ nếu mà anh đồng ý vậy vậy để ngày mai á Em uh, làm một cái bản giống như là hợp đồng uh, vay mượn uh, Còn không á thì uh, nếu mà bây giờ anh cần á Cần luôn á thì em viết cho anh một cái tờ giấy viết tay Là em có vay mượn anh số tiền vậy vậy 500 triệu Chú mới nói là chú không cần Chú nói lúc đó tự nhiên không biết mình bị bỏ bùa hay sao Chú mới nói là chú không cần à, Bây giờ là chú tin tưởng Cổ tại vì là Bây giờ mình thương nhau, mình ăn ở với nhau Từ bữa tới giờ là ăn ở nhau biết bao nhiêu lần rồi thì chú cũng coi như là chú 500 triệu đó chú giúp cô trong cái hoàn cảnh khó khăn. À, không có nghĩ tới cái chuyện là cô lừa chú, nếu mà nghĩ cô là cái người xấu xa lừa chú thì chú đâu có ăn ở với cô và đâu có đồng ý làm bạn trai với cô. Chú mới nói với cô vậy đó quý vị. Cho nên là bây giờ chú tin tưởng cô thì chú cũng cũng nghĩ là cô cũng tin tưởng chú. Thành ra là bây giờ tụi mình là yêu nhau tin tưởng nhau mình không có cần mà dùng giấy tờ để chứng thực tại vì nếu mà giấy tờ chứng thực á thì thành ra là cái tình cảm đó nó thành giống như là giống như là nó không có chân thành nữa chú nói vậy đó quý vị cho nên là chú mới nói là bây giờ là anh tin em anh thương em bằng tấm lòng thì anh cho em mượn giúp em trong lúc khó khăn à, cho nên là anh cũng cũng tin là mình giúp người thì người cũng sẽ không có phụ mình cho nên là anh giúp em thì chắc là em cũng sẽ không bao giờ mà dối gạt anh à, thì chú mới nghĩ là chú dùng dùng cái tấm chân tình của chú gan vậy thì cô này sẽ không bao giờ lựa chú gì thì sau khi mà cô này cũng nghe chú nè nói là không cần mà viết giấy hợp đồng dây mượn hay là hay là ký tên hay là viết giấy tay gì hết trơn á thì chú không cần gì thì cô này cũng cũng ngạc nhiên lắm ông này sống dễ dãi ổng cho mình mượn 5 năm triệu mà ổng không có cần gì thì chú cô cổ cũng cảm ơn chú đồ này kia các kiểu nha quý vị thì sau khi mà chú nói là chú về trở về, trở về lại mỹ chú mới chuyển về cho cô này là hai 000 đô thì hai 000 đô là cũng là 500 triệu quý vị gần 500 triệu xem rồi thì gửi về hai 000 đô cho cho bả xong á thì lúc này á bả có nhắn cho chú một cái tin nhắn qua điện thoại bả nói là cũng bả cũng báo lên á là bả chụp cái tờ giấy là bả mới vừa nhận được hai 000 đô của chú rồi bả cũng nói là cảm ơn chú đồ các kiểu abcd đó thì có một cái tin nhắn như vậy thì chú nghĩ đầu là có cái tin nhắn như vậy bà cũng nhắn tin đàng hoàng cho mình là bà đã nhận tiền thì có nghĩa là bà cũng không có phải là lọc lọc lừa gì quý vị nếu mà lọc lừa gì bà lấy tiền xong bà im luôn rồi đằng này bà vẫn nhắn tin lại cho chú là bà xác nhận bà có nhận tiền thì chú mới nghĩ vậy là bà này cũng đàng hoàng thì qua những cái ngày sau tiếp theo thì sau khi mà chú cho bà mượn hai chục ngàn xong đúng không quý vị thì những cái ngày tiếp theo bà với chú hai người cũng có liên lạc qua lại rồi cũng có nói chuyện À, vẫn duy trì nói chuyện qua lại yêu uh, xa đó gọi là yêu xa đó vẫn qua lại duy trì nói chuyện rồi này kia yêu xa thì trong điện thoại á bà này bác cũng quay cho chú coi cái cảnh là bả với lại ba đứa con bả đang sinh hoạt ở nhà đồ các kiểu vậy 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 nè thì chú cũng uh, thấy là ok rồi vậy là mình cho mượn tiền từ bữa giờ mà bả không đâu lặn mất sống đâu bả cũng uh, dẫn này kia thì uh, tới một cái ngày đẹp trời đó nữa quý vị bả mới nói với chú á, là bả đi vô bệnh viện bả nuôi ba bả bệnh bà nói là ba của bà bị trở bệnh nặng bả vô bệnh viện để mà bả chăm ba bà nên là thành ra là cổ mới nói là bây giờ em vô bệnh viện em nuôi ba em nè rồi bà mới mở cái điện thoại di động của bà lên bả quay video á quý vị bà gửi một cái đoạn video cho chú chú nói nha bà gửi cho chú một cái đoạn video là cái cảnh bà đang ở trong bệnh viện bà nuôi ba bà thì chú nhìn thấy rõ ràng là bà chỉ đang chăm sóc một cái ông già trong bệnh viện thì chú mới nghĩ đinh ninh á là vậy là cổ đang rất là lưu bu trong bệnh viện cổ đang giờ uh, vậy là cô người yêu mình cổ đang lưu bu trong bệnh viện lo ba cổ chú cũng cảm động nha chú nghĩ là cô này cũng có hiếu quá lo cho ba bệnh rồi này kia trong bệnh viện có một thân mình mà vừa nuôi ba đứa con là mẹ đơn thân mà vừa lo ba bệnh nữa thì chú thấy thương quý vị chú mới tin tưởng cô tuyệt đối luôn chú chú nói là bây giờ là hầu như là sau khi cho mượn hai chục ngàn xong từ bữa tới giờ á là càng ngày là chú để ý chú càng thấy tin tưởng cô này Tại vì cô này vẫn chưa có cái gì gọi là gục gịch là lừa chú ha đầu này kia Thì uh, sau khi mà cái ngày hôm đó cô này cũng nói vô bệnh viện nuôi ba bệnh vậy xong đúng không Thì chú cũng thấy cô gửi một cái đoạn video là cô đang chăm sóc ba cổ Chú cũng yên tâm rồi quý vị Thì qua hai ngày sau liên tục chú liên lạc cho cô không có được Nhắn tin cô không có trả lời Chú mới nghĩ đầu đầu có khi nào là ba của cổ bị bệnh nặng quá rồi cổ chăm sóc ở trong bệnh viện á rồi cổ cực quá cổ mệt quá rồi không biết cổ có sinh ra bệnh rồi không biết có sao không rồi nhà thì có mình cổ với ba đứa con thôi nhiều khi ba đứa nhỏ nó bệnh mẹ bệnh nó cũng không biết chăm sóc làm sao nên chú cũng hơi lo cái gì chú mới gọi điện thoại không được thì chú mới nhắn tin thì chú mới kể là khi mà chú nhắn tin thì cô cũng không có trả lời chú à, mà tin nhắn thì nó báo là đã nhận nha tin nhắn nó gửi tới nó báo là bên kia đã nhận rồi nhưng mà chỉ có điều là bên kia chưa xem thôi chú mới nghĩ lúc đầu vậy là bả nhận tin nhắn mà bả chưa xem chắc có khi nào bả bệnh qua bả nằm liệt giường chỗ giống như bả bệnh bả nằm mê man mê man á chắc bả chưa coi tin nhắn mình chừng nào bả khỏe khỏe bả bả coi tin nhắn bả trả lời thì chú mới nói là chờ đợi vậy kéo dài thêm hai ngày nữa là coi như từ bữa giờ là bốn ngày rồi gọi điện không được rồi nhắn tin cũng không trả lời thì chú mới bắt đầu chú trong bụng chú hơi sốt ruột chú cũng lo không biết bả có sao không rồi ba bả không biết có bị có bị vấn đề gì không nhiều khi ba bả có nào mất không tức là ba bả mất rồi gia đình lộn xộn bả mắc lo hậu hậu sự cho ba bả chú lo vô cùng luôn quý vị chú nói là chú bên mỹ chú rất là lo lúc đó trong đầu của chú á, là chú suy nghĩ là lo cho cổ lo cho sức khỏe của cổ và lo cho ba của cổ chứ cô chú cũng chưa bao giờ nghĩ là bả lừa cổ chú ấy nha thì qua tới độ khoảng một tuần lễ luôn quý vị trôi qua một tuần luôn Lúc này thì chú mới thấy trong lòng là bây giờ nếu như mà ba của cổ mà có mất đi chăng nữa nha, có mất á thì mình lo hậu sự mai táng thì cùng lắm cũng ba bốn bữa thôi chứ. Mà sao bữa giờ làm gì đâu kéo dài một tuần lễ rồi mà liên lạc bà cũng không trả lời mà nhắn tin bà không trả lời mà gọi điện không không bà không bắt máy cái gì. Chú mới thấy vậy là ngày ngày hôm nay là 7 ngày rồi chú mới quyết định là gọi điện nữa. Gọi điện nữa thì bên kia nó báo lên là giống như là không có đổ chuông mà không có bắt máy chú mới thấy vậy chú nhắn tin chú nhắn tin thì tự nhiên cái bên đầu dây bên kia nó báo lên là đã nhận xong thì nó báo đã xem liền luôn thì chú mới mừng quý vị chú mừng chú thấy là vậy là bả coi tin nhắn mình rồi chắc là bả trả lời liền cho mình thì ai ngờ đâu cái tin nhắn đó nó báo lên đã xem xong mà gần cả tiếng đồng hồ sau nó chưa trả lời chú nữa là chú thấy có vấn đề rồi chú thấy nghi nghi rồi bây giờ bên kia nó báo lên đã xem mà tại sao cả tiếng đồng hồ trôi qua bả chưa trả lời cái tin nhắn của mình đó thì chú mới gọi điện thêm cái nữa vậy lúc này chú gọi tiếp nữa thì chú gọi dồn dập dồn dập vậy đó thì một lát sau chú gọi tiếp nữa. lần cuối cùng lần sau cùng chú gọi là lúc đó bên kia đầu dây bên kia nó báo lên là không có tín hiệu tức là gọi không có được lúc này trong lòng của chú chú rất là lo lắng gì chú mới nhờ một mấy người bạn ở bên mỹ của chú là chú đưa cái số phone của bà đưa cho mấy cái người bạn ở bên mỹ của chú chú nhờ là hai cái ông bạn bên mỹ của chú gọi vô cái số đó dùm gọi dùm vô cái số đó coi thử là số đó có liên lạc được không Tại vì chú nghĩ hôm đầu có khi nào bà chặn cái số của chú không? Tức là bà chặn số của chú nhưng mà số người khác gọi vô thì được. Thì lúc này chú mới nhờ hai cái ông bạn của chú gọi điện quý vị. Hai ông đó ông gọi vô thì nó cũng báo là không có tín hiệu luôn. Thì lúc này chú mới nghi ngờ vậy rồi, vậy là có nghĩa là cái sim của bà bà khóa cái sim bà hay như thế nào rồi chú lo rồi nha quý vị. Chú mới lật đật á là bên Việt Nam á thì chú đâu có bạn, còn người thân gì đâu, chú chỉ có một cái thằng bạn mà ngày hôm trước mà đi chơi chung mà đi coi bắn pháo bông đêm giao thừa đó là chú chỉ có cái ông bạn đó thôi chú mới điện về chú nhờ cái ông bạn đó là ông làm ơn á ông đi qua ngay chỗ cái địa chỉ mà nhà mà phòng cô này cổ nói cổ đang thuê phòng trọ ở với ba đứa con á qua bên đó để mà kiếm cổ coi cổ có sao không đồ này kia này kia coi giùm tôi thì chú mới nhờ cái ông bạn đó thì ông này cũng đi giùm quý vị thì tới chừng mà ông tới cái địa chỉ đó thì một ổng liên lạc lại cho chú thì ổng quay ổng quay cái điện thoại ổng gọi video con cho chú quay điện thoại á là cái căn nhà đó là căn nhà hoang quý vị có nghĩa là cái căn nhà đó không có ai ở trong hết trơn nó là căn nhà hoang không chủ ha thì chú mới ngạc nhiên cái ông đâu mới nói ủa anh có lộn không sao cái địa chỉ nhà đó mà tôi tới tôi thấy nhà đó nó 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 là căn nhà hoang mà nhà đó tôi thấy khóa cửa bên ngoài mà nó cửa đồ này kia nhìn nó cũ xì cũ móc hết trơn rồi mà người dân lân cận đó người ta nói là căn nhà đó nhà hoang lâu rồi không có ai ở mà sao anh lại nói là cổ với là ba đứa con cổ ở đó nghe ghê vậy thì cái ông đó ông mới tưởng là ông này ông bị ma ám cái gì ông mới nói à, anh có bị anh anh có bị sao không có bị dụ vô mà ghê vậy tôi tới tôi thấy nhà nó nhà quan mà mà sao anh nói anh quen cái cô đó cô cô đó đưa địa chỉ đây thì chú mới nói làm gì có chuyện ma cỏ ở đây tại vì chú ăn ở với cô đó bao nhiêu lần ở trong khách sạn rồi làm gì có chuyện ma cỏ quý vị không lẽ ma cỏ gì đâu mà lộng hành ghê vậy thì chú mới nói là chú khẳng định là không phải ma cỏ gì đâu nhưng mà bây giờ cô này cũng đưa cho chú cái địa chỉ đó thì hồi lúc mà quen nhau tới giờ á là về Việt Nam là cô này hẹn họ chú là cứ cáp vô khách sạn rồi ở rồi hẹn nhà gặp nhau bên ngoài chú chưa từng qua bên nhà gặp ba đứa con của cô này chưa có biết nhà cô này chỉ biết là cô này nói cái địa chỉ nhà ở chỗ đó vậy biết vậy thôi thì bây giờ chú mới nói là lúc đó không biết mình có bị bỏ bùa không mà sao mình cần ngu cần ngơ vậy không hiểu sao rồi xong rồi á, quý vị là cuối cùng là căn nhà đó là căn nhà quan đâu phải nhà của cô đó đâu thì mấy cái người ở đó người ta mấy cái người dân ở ở hàng xóm ở đó người ta cũng xác nhận là nhà đó nhà không chủ nhà vô chủ cũng một thời gian rồi cuối cùng không tìm ra được bà đó bây giờ cuối cùng bà ở đâu quý vị thì uh, chú quen cái cô này thì chú quen qua bên cái gì qua mạng xã hội quen trên mạng mà thành ra là chú cũng chỉ có biết cái tên với lại cái chơi tên họ tên cô này thôi còn mà dạng như là chính xác mà địa chỉ nguyên quán cô này ở đâu cô chú không biết nha chú chỉ biết là cô này có đứa em gái ở ngoài nha trang rồi biết cái đợt đó ở ngoài nha trang vậy thôi nhưng mà đợt đó ra ngoài nha trang á là chú với cô ở trong khách sạn ở ngoài nha trang thì con nhỏ em của cô á lái xe máy lợi khách sạn gặp chú với với con ơn với cô xong rồi đi ăn ở nhà ngoài ở ngoài nhà hàng thành ra là chú cũng no cũng không biết cái nhà của con nhỏ em gái cô này ở ngoài nha trang là ở góc nào chú không biết luôn thì bây giờ chú ngồi chú sâu chuỗi lại chú nghi ngờ á là có thể cái con nhỏ mà ở ngoài nha trang mà đợt đó cô rủ chú ra ngoài đó chơi á con nhỏ đó chưa chắc là con nhỏ đó em của cô nữa có thể là con nhỏ đó nó chỉ là một cái con nhỏ nào đó mà ăn gơ với cô để mà lừa chú thôi chú ngồi chú suy nghĩ vậy đó quý vị chú nói bây giờ mình về mỹ xong giống như mình hết bùa hết ngải hay sao á cái tự nhiên cái mình nghĩ ra được cái điều đó chứ có nghĩa là mình đã bị lừa ngay từ đầu rồi thì có thể là cái con nhỏ đó nó không phải là mẹ đơn thân gì hết trơn á và nó cũng không phải là cô cũng không phải là mẹ đơn thân luôn có nghĩa là cả hai từ đầu là đã, đã là đã lên kế sách để lừa chú rồi. Thì cái con nhỏ đó, con nhỏ ngoài nha trang là không phải em của cô luôn đâu. Chú xác nhận vậy luôn, chú nghi ngờ chắc chắn vậy luôn. Thì bây giờ coi như là chú cho cô này là 500 triệu, bây giờ cô này mượn mà bây giờ bữa hôm á là không biết bị bỏ bùa hay sao mà mà không làm giấy tay mà cũng không làm hợp đồng mua cho dây mượn gì cả. Thì bây giờ cuối cùng là chỉ có một cái tin nhắn là bữa hôm nhận tiền cô này nói là em nhận được tiền rồi nha anh Chỉ có cái tin nhắn vậy thôi thì bây giờ nó cũng không có đủ để mà có thể là kiện cáo hay là xác minh gì cả mà bây giờ cái tài khoản mạng xã hội của cô này là cô này cũng khóa luôn rồi quý vị cổ khóa mạng xã hội của cổ cổ lóc luôn rồi bây giờ cũng không có vô được cái tài khoản của cổ luôn gọi là bây giờ cổ khóa tài khoản cổ rồi thì bây giờ đâu có vô được tài khoản cổ đâu thành ra bây giờ là coi như mọi tung tích về cái cô đó bây giờ mất tích liên lạc luôn quý vị không không có còn tìm được nữa Cuối cùng thì bây giờ chú mất 500 triệu là 20 ngàn đô, cộng thêm là về Việt Nam chơi cái chiến đó dẫn cô đi Nha Trang nè, rồi bao ăn nè, bao khách sạn nè, rồi tiền đi coi bắn pháo bông nè, tốn mười mấy triệu đêm đó, người 3 triệu 6 vé nè, đó tốn là hết 15 triệu nè. Rồi tiền mà đi đi chơi Nha Trang, ui nói chung là tiền tùm lum tiền, là chú nói chiến đó về cũng tốn cũng gần cả trăm triệu, rồi thêm cái tiền 500 triệu cho cô này nữa. À, thành ra là chú tốn hết 600 triệu 600 triệu thì quý vị tính ra cũng nhiều 25 ngàn quý vị là chú nói chú bị dụ á, mất cái lừa tình lừa tiền mất của chú 25 ngàn đô đó thì đây á, là chú nói là chú chú nói là bây giờ á, thì lúc mà chú bị xong á cũng có nhiều người kêu chú á, là đi báo công an ở bên Việt Nam để người ta truy tìm cái con nhỏ đó ra nhưng mà chú sợ là làm lớn chuyện quý vị tại vì chú nói mình 54 tuổi rồi nếu mà mình làm lớn chuyện lên là người ta nói mình ngu kiểu dạng như mà già mà còn ngu già rồi mà còn bị để cho mấy cái người phụ nữ này kia họ lừa lừa, lừa đảo dụ vậy mà cũng dụ cho được kiểu dạng như trẻ trẻ bị dụ thì không nói còn già hai đầu hai thứ tóc mà mà bị dụ nên là chú mới nói là nhiều người kêu chú á, là đi báo công an rồi đi bên này đi kia đi kia nhưng mà chú sợ làm lớn chuyện lên chú bẻ mặt với lại là cái con vợ của chú ở bên mỹ nó mà biết được cái chuyện là chú bị đàn bà lừa vậy là nó còn cười vô mặt chú nữa nên thành ra cuối cùng là chú mất 600 triệu mà chú phải im lặng mà ngậm bộ hòn làm ngọt quý vị có nghĩa là không dám làm lớn chuyện luôn. Thì đây là một câu chuyện mà chú nói là chú muốn chia sẻ bản thân của chú lên trên đây để mà cho những cái ông ông anh nào á mà dạng như cỡ tuổi của chú, trạc tuổi chú hoặc là lớn hơn chú mà nếu mà mình có buồn buồn mà mình đi đang đang buồn đang suy si sụp tinh thần mà mình đi tìm chỗ dựa tinh thần á thì mình nhớ là mình phải gì đừng có giống như là phải thủ thủ thân, mình phải tìm hiểu tra hiểu hỏi cho nó kỹ chứ mà đừng có để mà dễ dính dính lừa, bẫy lừa như chú. Như chú là chú bị lừa bây giờ mất 25.000đô. Thì thú vị là đến đây thì cái video hôm nay xin được phép phép lại và rất cảm ơn quý vị cô chú anh chị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị cô chú anh chị trong một video kế tiếp.